Ôi, ok, để chuẩn bị cho cái món ăn này, anh em mình đã cực kỳ là vất vả. Đầu tiên là vất vả là làm con cá này. Xong vất vả là đến nghĩ làm sao để nướng được nó một cách hoàn chỉnh này. Nghĩ làm sao để nướng một cách nó ngon này. Đầu tiên là anh em mình sẽ phải ứa ra đã, ứa một chút gia vị vào nhá. Xong rồi mọi người biết cái bột ớt này sau, tắm ớt luôn mọi người. Sao ít thế này, tắm thế nào được? Mua thêm. Tí nữa mua thêm. À, muốn hôm nay anh em mình sẽ làm món cá mú siêu cay cả con nhá. Muốn nó cay ấy, thì phải có đây đây. Đây mới là hàng cay đây này. Nhưng mà mọi người mọi người không nên ăn cay nha anh em mình nhá, tại vì anh em mình ăn quen rồi, thế nên là nó cảm giác nó sẽ ngon. À, nếu mà không ăn quen ấy thì nó sẽ cay, nó sẽ hại dạ dày. Đấy. Thế nên là không nên ăn cay. Anh khứa đi, khứa đi. Khứa đang chéo nhau ơi. Úi xà. Con này dài lắm mọi người ạ. Con này cá này khá là dài mọi người. Một con để đấy tối nấu lẩu luôn mọi người. Cá ăn cho nó giòn. Cá này. Ăn cho nó giòn. Nó khá là dài đấy. Ây à. Úi xà. Ây à. Siêu to khổng lồ luôn nhá. Nếu mà để mà nói về con cá này thì mình thấy nó ngon nhất là khả năng là cái da nó ấy. Cái da nó khả năng là dài đấy, ngon đấy. Thịt nó cũng dài lắm. Hả? Thịt nó dài, da nó dài, cái gì nó cũng dài. Đấy. Thấy chưa? Ôi xà. Đấy. Wow. Để mà đi. Đấy. Vất vả nhất là cái lúc đánh vảy của nó với lại lại gì nhỉ? Với lại mổ nước nó dài. Cái con cá này nhìn nhá, nhìn nó vừa đầu khít tưởng là ít vảy lắm anh nhỉ. Hóa ra nó chi chít vảy luôn. Đấy, vẫn là vất vả luôn. Thế thôi anh ơi. Hả? Khứa đấy thôi. Không khứa chéo chéo này. Thì nó sau nó cứ nỉ. Hả? Khứa nhiều quá nó nỉ. Ok. Có sao được? Anh lật đi. Từ từ. Cả một vấn đề cái lật con cá này đấy. Sao? Ngon nhờ. Ây à. Thảo nào người ta hay đi câu với con này thế. Anh em mình ước một lần được câu được con này thì chắc là vui lắm. Nhờ, con cá trắng đen cột yến thì có thể chinh phục được, nhưng mà con này mà một yến ở biển thì nó sâu, nó khỏe lắm. Con to này thì khoảng tầm 7 cân, hơn 7 cân nhá. Nếu mà để mà nói nó mà ở ngoài biển mà câu được nó ấy, phải sức khỏe phải phi thường đấy. Thật sự biết là con này là người ta câu được hay là người ta đánh lưới được nữa. Nhưng mà đây là cá biển. Mình từng ăn cá nuôi với cá tự nhiên rồi, mình biết cá tự nhiên thì nó mới dài như thế này. Nó mới chất trời như thế này. Đây anh ơi, khứa. Từ từ. Từ từ. Đấy, đưa đây để anh trải đều. Đây. Mày đi lấy thêm bột ớt cho anh. Ok. À, tức là sẽ như thế này nhá mọi người nhá. Cái con này thì sẽ ướp qua gia vị này rồi. Xong rồi nếu mà xong rồi lúc nào nó gần chín ấy, bắt đầu anh em mình rắc bột ớt, gọi là cá mú tắm ớt nhá mọi người nhá. Cái lúc đấy thì ớt nó sẽ bám vào thành của con này nhiều nhất để có thể cay nhất có thể. Nếu mà bây giờ rắc luôn ấy là khi nướng là nó sẽ rơi cái bột ớt đi, nó sẽ mất hết đấy. Thế nên là gần chín thì anh em mình mới rắc lên nhá, tắm ớt cho nó nhá. Căng thẳng đấy. Ấy. Thấy chưa? Tuyệt vời lắm. Tại vì nó vẫn còn cái nhớt đấy, nên là anh em mình chọn cách nướng là nó sẽ ok nhất, vì là nướng nó sẽ giảm bớt cái nhớt đi nhá mọi người nhá. Ây à. Đấy. Đấy, thấy chưa? À, khá là tuyệt vời. Nếu mà món này mình nghĩ là nó sẽ là món đẳng cấp đấy mọi người. Tuyệt vời nhá. Mọi người chờ anh em mình nướng gần chín con này xong rồi sẽ tắm ớt cho nó xem con này nó như thế nào nhá. Mình cũng đang tưởng tượng được là đến cái lúc nó chín nó ngon như thế nào, dai giòn sật sật. May quá là anh em mình đang tính làm sao để hai người mà ăn hết được con cá này, nhưng mà hôm nay lại
đúng vào ngày các bạn rất là nhiều các bạn fan lên chơi. Thế nên là hôm nay anh em mình quyết định là sẽ cùng mấy anh em bọn em ở đâu nhỉ? Trương Mỹ, Tam Nông. Trương Tam Nông. Phú Thọ. Trương Mỹ à? Vâng. Có hai team, là một team ở Trương Mỹ và một team ở Tam Nông Phú Thọ. Cái đó vào thành Tam Mỹ. Tam Mỹ ở cạnh chúng mình. Đấy. Thì, các bạn fan ở rất là xa đến đây thì nên là hôm nay mày thấy có món cực kỳ ngon nhá. Bây giờ phải lật cái đã, nhưng mà đợi hơi lâu đấy, có đợi được không? Có. Ok nhá. Tí nữa cho bọn mày lên nóc nhà chén luôn. Sập nóc nhà anh. Mình phải tính nóc nào. Bây giờ lật cái đã. Ăn đố thằng nào biết lật được con cá này đấy. Hơi hả? Hất lên. Lật không? Lật. Cho mình xem lật kiểu gì đấy. Nào, bây giờ thằng nào nghĩ được lật được con cá này kiểu gì? Em nghĩ được rồi. Bây giờ anh dùng hai cái dây thép to một tí. Thép. Anh luồn từ dưới này lên. Luồn từ dưới này lên. Dít cái em lật. Lật quay lại thì sau cái dây thép ở dưới, kẻ ở dưới thì nó đấy mất à? Nó đứt mất à? Thế đố anh biết thế nào đấy? Nào, để làm biết không? Rời à. Đây. Người ta đã tính toán hết rồi. À, đứa nào ra hỗ trợ anh cả. Cầm lên, cầm cả lên nhá. Nào, rồi, lật qua lại. Đấy, lật qua lại. Từ từ. Từ từ, có thả tay vô. Rồi. Ok nào. Từ từ nhấc nhẹ nó không đứt mất da của nó. Ui, đấy là mà đại ca chưa vụ về. Nào, từ từ. Anh ơi, phải đợi chín hẳn xong rồi mới lật nó đấy. Không, đợi chín hẳn lật thì nó sẽ đứt những cái da này, nó đứt đấy nhá. Thế nên là phải lật thường xuyên nha mọi người nhá. Thấy ngon chưa? Đấy, xài. Rắc muối. Đây, mọi người nhìn thấy nó tuyệt vời chưa? Thơm thế. Hay cho em uống tạm miếng này. Xin phép thử tí ra. Ê, em miếng. Ui rồi. Đây, chia đôi. Thử tí mời mọi người nhé. Ngon ngon đấy. Đây. Nào, ngon đi. Em chấm luôn. Ấy. Sang muối luôn. Sang muối. Ấy. Ấy, tôi phải phá lại à. Ấy, kéo nó rơi xuống dưới, kéo nó rơi xuống dưới mà nó đấy. Đây mới là chỉ một nửa ớt là một mặt này thôi nhá mọi người nhá. Một mặt này thôi. Mới là một mặt này thôi, còn một nửa ớt nữa để tí nữa còn mặt trên nữa cơ. Đấy, trên đầu nữa em, trên đầu. Ôi. Bây giờ sẽ lật lại nhá, đây cho mọi người xem lại lần cuối này. Đấy. Bắt đầu nó bám vào rồi đấy nhỉ. Bắt đầu bám vào nhá, bây giờ bắt đầu lật nhá, từ từ. Xà. Mới cả anh em mình cho ớt vào này, thế tí nữa nó đỡ bị chóc ra nhỉ. Đấy, mà. Ui. Ôi. Ôi, nhanh, đâu. Nhắc lên đi. Đứa nào ra là cho bắt cứu anh. Nói chung là hơi tai nạn kỹ thuật một chút mọi người ạ. Nhưng mà nó chỉ tuột mất cái lớp da. Mất nó lớp da ngon rồi, thì nhớ thứ hai nữa là ở mặt dưới kia. Rồi hết ớt. Cũng thôi được. Rồi phá ớt vào đi. Để em. Rồi. Đấy. Rồi bắt đầu vã ớt vào tiếp nhá. Ngon chưa? Thế nào là được rồi anh ạ. Rồi. Ok, bây giờ chuẩn bị chín rồi, anh em mình sẽ sắp xếp một cái chỗ để leo trèo. Ok. Ok. Nhìn ngọn vẫn trắng bông này nhỉ.
ok, món của anh em mình đã xong rồi nhá. Nó chỉ hơi lỗi một tí lúc nãy thằng cu em chưa có người yêu nó thả ra. Nó hơi run tay thôi. Rơi xuống đây nên là cái mặt này nó hơi hơi đen đen một tí thôi. Nhưng không sao. Và bây giờ thôi cho mày biết. Chưa có người yêu, thằng nào có người yêu rồi. À có người yêu rồi, ra đây em. Được rồi, rồi. Có người yêu là sẽ khỏe, nó dễ đấy hơn, gọi là tay chắc hơn. Và bây giờ ra anh em mình sẽ bắt đầu lên một chỗ gọi quen thuộc của anh em mình để thưởng thức nhá. Nào đi với em. Giờ tình hình lại có một vấn đề nữa xảy ra là đông quá, mái tôn không chịu được, anh em mình sẽ tìm cách để lên trên kia. Nào bây giờ nhá. Đưa anh cái mâm. Úp một phát A4. Bây giờ lật nó vào mâm nhá. Dâng cái mâm này lên thế nào. Ui. rồi. Ok. Đấy. Nào để cái này xuống. Bây giờ nhá. Thằng nào trèo lên kia trước, đỡ cho anh. Nhưng mà cẩn thận nhá, trên nó không có lan can gì đâu nhá. Một thằng giữ thang cho nó. Đấy. Yang cái gì? Đấy. Cái này là phải hết sức cẩn thận này. Nào giữ thang cho anh nhá. Anh ơi, Yang vẫn còn được một cái thang là... nó không bị cầm cây đi. Coca-Cola. Lật cái thang lại. Lật thế. Nào làm sao không cầm cây nhá, anh phải bước trượt chân cái là thôi. Bước cứt cho chó ăn vãi. Nhưng mà vẫn cầm cây bên trên kìa. Ở bên trên này. Từ từ cho thẳng ha. Để đưa cho anh nhá. Ai, quả này hơi căng thẳng đấy. Trời. Cố tí nữa. Bước này bước cuối cùng có thể đi được rồi đấy. Ôi trời, thành công. Tuyệt vời. Anh em đi lên thôi. Có bạn này trở lên đây. Bây giờ anh em mình đã lên đến đỉnh rồi mọi người. Gọi là nóc nhà mình rồi. Với món cá to này thì phải lên hẳn trên này ăn cho nó mát. Tiếp khách nó phải đàng hoàng. Chỉ lỗi đúng một cái thôi là bị rơi phát đấy. Nhưng mọi người nhìn thấy đấy. Thôi nhưng mà không sao. Em nó chưa có người yêu nên là phải thông cảm cho được. Đấy. Về hôm nay chắc là phải tìm người yêu ngay không phải đấy. Bây giờ sẽ đấy, mấy em thử đi. Bây giờ cho mọi người nhìn xem con cá này nó đã hoàn thiện rồi nha, chín chưa nha. Rồi. Chín rồi, ngon lắm rồi. Chín luôn rồi nha mọi người nha. Ok nha. Cá này nó khá là dài đấy nha. Đây. Đấy. Đấy. Rồi, ok. Đó. Mọi người cũng không nên ăn cay nha anh em mình nha. Những cái món siêu cay này như mấy em này cũng ăn được, thế nên là mình mới khuyến khích ăn. Đây là sở thích của mỗi người thôi. Sở thích mỗi người thôi. Còn ăn cay là không tốt cho dạ dày đâu. Ôi, mấy em dùng thử đi. Ăn món cá siêu cay của anh em mình. Anh em Tam Mao xem thế nào. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả các bạn nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Trắng bông luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm. Chắc gì rồi anh à. Tuyệt vời. Đứa nào không ăn được ớt thì tránh cái nước đấy ra nhá. Đứa nào ăn muốn ăn ngon thì ăn những cái phần da da ấy. Sẽ là rất là ngon đấy. Trắng bông thì rất tuyệt vời. Cứ tự nhiên đi nhá. Anh kia chắc không ăn được cay rồi. Lâu lâu anh em mình mới có các bạn fan lên chơi, hôm nay lại lên đúng bữa. Mà đệ cứ bảo là anh ấy đóng cửa đi, không tiếp khách nữa. Món này khá là đặc sản đấy. Nếu mà hôm nay mà không làm siêu cay thì mình nghĩ là sẽ ngon hơn đấy. Nướng thường ạ. Lúc nướng thường trông ngon nhỉ. Tuyệt vời luôn. Ui, ăn mấy cái viên này nhá. Không phải con này béo đâu anh ạ. Ăn những cái chỗ béo mới ngon. Đây này. Đây này. Vây đây này. Ui, như kiểu vây cá mập luôn này. Đây ngon anh nhỉ. Đây. Như vây cá mập luôn nhá. Ý, demo cho mọi người quả ăn vây cá mập. Ừ. Ngon đấy nhỉ. Vây cá mú. Vây thử một chặng. Tôi vơi luôn. Ngon không? Ngon.
Ăn đi, không cay đâu. Có. Hơi cay tí thôi. Xịt ghê thế. Đây là đứa ăn mình ngon. Mắt hơi to. Hả? Mắt con cá hơi to. Cá mú mà mắt nó chả to. Ê, đó là đăng ký mắt ăn, mắt ăn kiểu của Hàn Quốc ấy hả? Thế nào nè. Không ăn thế này đấy. Thế người ta cũng cho thịt vào trong cho rau. Đây là gom gom. Đấy, cá này không có xương nhỉ? Có, một ít. Ừ. Kèm rau ngon. Ừ. Kèm mấy? Đấy. À, em cho phát biểu ý kiến về mời mọi người nhá. Mời à về cái món này cả. Ngon, ngon, cay. Cay. Thằng này ăn được cay. Béo. Còn thằng cu này. Mời tất cả mọi người nhá. Cay lắm mọi người ạ. Nhìn mặt là biết điêu rồi, thằng này gian dối rồi. Đứa nào không nói thật là tí nữa không cho xuống nó rút thang ấy. Còn thằng cu này. Mời mọi người nhá. Thằng cu này có người yêu rồi này này. Chắc là ăn được cái. Ngon lắm các bạn ạ. Cái cay, bùi. Bùi. À, thằng nào, những thằng nào đã ăn cá mú rồi? Có ai ăn cá mú rồi bao giờ chưa? Chưa. Thì ăn cá ngứa à? Thế cảm giác đầu tiên là ăn cá mú nó như thế nào? Cá là cá. Cá này là gọi chắc. Gọi khác là cá song. Thịt chắc đúng không? Vâng. Cú này. Ngon. Ngon. Ăn đấy, ui giời, ngại à? Rồi, cứ chén đi, thằng nào mà không thật lòng không... Không phải em ạ. Mời hay mời thì có cái món gì mà không khen ngon. Cứ mày còn ăn còn ngon nữa này. Ngon hẳn mà. À, rất là ok đấy mọi người nhá. Thằng nào hôm nay ăn không no là tao xuống tao rút thang rồi đây. Mình để cái thang đây rồi. Rút thang bỏ, không cho về luôn. À, rất là tuyệt vời. Ăn bắt đây nó béo này, ăn thử luôn luôn, chứ nó béo. Mấy em học lớp mấy rồi? Hôm nay mới vào 10. Lớp 10 à? Vâng. Lớp 10 thì không nên ăn cay nhiều đâu nhá. Đấy, có anh em mình ăn cay nhiều rồi nên là quen rồi mọi người. Đây. Cả một miếng này. Đấy. Phải làm cả một miếng này này. Vào đi. Vào đi. Kẹp thịt vào. Đấy, kẹp. Đấy. 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 Ui, như kiểu... đấy là ui, miếng này ngon đấy. Ui da. Tuyệt vời.